bạn, để có thể nấu được một nồi nước dùng chay thơm ngon thì quả là không phải một điều dễ dàng. Vậy nên ngày hôm nay thì Phương Thảo đã lôi kéo được đầu bếp Võ Quốc để có thể cùng với Phương Thảo đi siêu thị mua những loại nguyên liệu. Sau đó thì anh Võ Quốc sẽ hướng dẫn cho Phương Thảo cũng như là các bạn có thể chế biến một nồi nước dùng chay thật là thơm ngon, đúng không anh Quốc? Như các bạn vừa nghe Phương Thảo nói là nấu một nồi nước dùng chay thì không dễ dàng, đúng không? Nhưng mà hôm nay anh sẽ hướng dẫn cho Phương Thảo và các bạn nấu ba loại nước dùng khác nhau và rất là dễ dàng. Rồi bây giờ Phương Thảo đi theo anh. Dạ. Wow, rau củ nhiều thế nha. Một thiên đường rau củ quả cho anh em mình lựa đúng không anh? Và rất là tươi. Bây giờ trước mắt anh sẽ hướng dẫn cho Thảo mình lựa các loại rau củ làm nước dùng nấu món phở chay và hủ tiếu chay. Dạ, phở chay, hủ tiếu chay trước đúng không anh? Thật ra phở chay và hủ tiếu chay thì mình chỉ cần một nồi nước dùng thôi. Mà phở thì mình cho thêm quế, hồi, thảo quả vào. Đó. Tất cả các loại mà nước dùng chay mình đều có củ cải trắng và cà rốt. Nhưng riêng đối với phở thì mình phải có thêm cái mướp hương này. Ở mướp hương này mình nướng lên cho nó có mùi thơm ha. Nướng lên có mùi thơm thì nó gọi mướp hương mà. Và cái bao rô nó cũng làm cho ngọt nước. Và đặc biệt là mình phải có cái chân nấm đông cô. Tại vì muốn cái màu nước dùng của mình nó có cái màu hổ phách á, cái màu nó hơi màu cánh ván á, ngà ngà, thì mình phải có nấm đông cô. Nhưng mà ở đây là nấm đông cô khô, còn nếu mà nấm đông cô tươi thì có? Nấm đông cô tươi thì nó không có cái mùi này được. Dạ. Nên chúng ta phải mua, bắt buộc chúng ta phải mua nấm đông cô khô. Vậy là bây giờ mình đã có nguyên liệu để cho nước phở, nước hủ tiếu chay rồi. Bây giờ cái loại nước dùng tiếp theo là gì anh hả? Rồi tiếp theo đi theo anh. Rồi bây giờ đến món nước dùng thứ hai là để mình nấu bún bò Huế nè. Dạ, nấu bún mắm nè. Đó, tại những cái món mà nó có mắm ở trong đó thì dạ, chúng ta phải lựa nó cái nguyên liệu nó khác. Chúng ta phải có thơm. Dạ. Anh ơi, thơm này có sẵn muối nè, anh lấy thêm cho em anh. Anh lấy cho em ba cái. Dạ. Ngồi mà trong lúc anh nấu thì em sẽ ăn nữa. Như cái món nước dùng mà phở với hủ tiếu thì anh lấy cái nước mía làm chất ngọt. Thì trong cái món cái nước dùng để làm bún mắm với lại bún bò thì anh lấy cái củ sắn. Rồi bây giờ mình đã xong được hai nồi nước dùng rồi. Bây giờ anh sẽ hướng dẫn cho Thảo một cái loại nước dùng rất đặc biệt. Rất đặc biệt để mình nấu riêng cái món bún riêu chay. Như cái nước dùng mà bún riêu á thì anh nói Thảo rất là đặc biệt. Thì cà chua anh với Thảo đã mua rồi á, thì Thảo biết là mình mua cà chua để làm gì không? Để tạo cái ván màu đỏ đỏ với lại cho cái vị ha. Thảo nói đúng một phần rồi đó, có nghĩa là mình sẽ làm cho cái cà chua á nó mình tao lên, mà mình tao cho nó nhừ thiệt nhừ luôn thì nó ra chất ngọt mà nó mất cái chất chua. À. Đó, thì trong cái bột ngọt mình hay ăn á thì nó lại có cái chất làm từ cà chua này. Dạ. Đó. Và cà chua này mình làm chất ngọt nó rất là tự nhiên. Và đặc biệt á, là sẽ có thêm cái lê này. Trong tất cả các loại hoa quả đó thì mình để nấu nước dùng á, thì mình chỉ lấy được lê và chôm chôm để nấu nước dùng thôi. Chôm chôm mình cũng nấu đúng được rồi, nước dùng. Chôm chôm nấu cũng được nước dùng. Còn thiếu một cái nữa để cho nó giống cái bún riêu thì anh nghĩ ra nó là gì? Em nhớ là lần trước anh có hướng dẫn em là như mình dùng sữa đúng không anh? Đúng, chính xác. Và các bạn nên mua thẳng sữa đậu nành bán ở ngoài á, về mình nấu sôi lên và mình sẽ cho chanh hoặc là giấm vào để mình cho nó đóng ván lại. Anh em mình đã mua đầy đủ nguyên liệu rồi đó để nấu nước dùng rồi đó. Đặc biệt anh sẽ nấu nguyên một nồi bún riêu. Đại cả ekip mình luôn. Đại ekip mình luôn. Dạ. Khi thưởng thức một món ăn dù là món chay hay món mặn thì nước dùng là thứ quan trọng nhất vì nó tạo ra vị ngọt cũng như để đánh giá độ ngon miệng của món ăn. Tuy nhiên, nấu nước dùng cho món chay thì quả là khó hơn rất nhiều vì nước dùng chỉ được nấu bằng các loại rau, củ, quả mà vẫn phải đảm bảo độ thơm, ngọt và đầy đủ dưỡng chất cho món ăn. Do đó, món nước dùng chay có thể xem là một nghệ thuật trong ẩm thực chay bởi sự chọn lọc, kết hợp khéo léo và hài hòa các nguyên liệu cũng như sử dụng gia vị phù hợp để tạo nên món chay thơm ngon, đạt yêu cầu.
Việc nêm nếm bằng chất ngọt của nồi nước hầm này giúp ta giảm thiểu đi rất nhiều việc sử dụng phụ gia như muối, đường, bột ngọt, bột nêm mà hương vị của các món ăn không hề giảm sút, thậm chí còn thơm ngon hơn rất nhiều. Quý vị khán giả thân mến, sau khi mà chúng ta đã đi siêu thị và chuẩn bị đầy đủ những nguyên liệu cần thiết thì bây giờ mình sẽ bắt tay vào việc là nấu nước dùng. Trước hết sẽ là nước dùng cho phở và hủ tiếu. Rồi bây giờ mình sẽ làm gì trước anh ha? Và bây giờ trước tiên Thảo nướng mình cái mướp hương này. À, hồi nãy anh có nói là mình sẽ nướng sơ, sau đó mình sẽ cạo cái lớp đen đúng không ạ? Thảo biết là cái củ cải này mình nên cắt to to một xíu. Dạ. Còn riêng cái bò rô á là mình phải phi thơm nó lên. Làm cho nó mà mình để to như vậy luôn hả anh? Đúng rồi, mình để to như vậy. Khi mình hầm thì mình cái bao rô này nè, bao rô nguyên cũ này nè, là mình cứ làm cho nó cháy đi, nó thơm thì mình cho vào hầm. Và hủ tiếu và phở đều có hết. Nhưng mà đến chừng khi cái khâu mà phở thì mình sẽ cho quế, hồi, thảo quả vào. Và nấm đông khô rồi nè, nó cũng có cái mùi thơm đó, nên mình cho ít thôi, mình cho nhiều quá đó thì nó sẽ nghe mùi nấm đông khô. Rồi bây giờ cái bao rô nó đã cháy xém rồi nè. Mà mướp chắc cũng được rồi đúng không anh? Mướp cũng được rồi. Mình sẽ cho vào nồi. Và để nước dùng ta ngọt hơn, chúng ta sẽ cho cái nước mía này vào. Anh Quốc ơi, em thấy là có một số người thì họ dùng cái mía lau họ hầm lấy nước á, thì so với việc là mình dùng cái nước cốt mía này thì nó khác nhau gì anh? Thật ra cái dùng cứ nước cốt mía thì nó sẽ lợi hơn. Với mía lau để hầm món này thì mình phải hầm mía lau trước khoảng nửa tiếng đến một tiếng, sau đó mình mới cho rau củ này vào. Cái nước hầm này mình sẽ hầm trong bao nhiêu lâu thì được anh? Cái nước hầm này mình chỉ hầm khoảng 35 đến 40 phút. Trong thời gian đợi nồi nước dùng thì tới á, anh sẽ làm tiếp cái nồi nước dùng thứ hai. Là nước dùng dành cho bún bò hoặc là bún mắm. Thì đối với loại nước dùng này á, thì mình dùng cái củ cải trắng và ngọt và cái củ đậu là củ sắn thơm. Và cái để tạo mùi á, thì nếu mà với lại bún mắm á, thì mình có cái ngải bún này đó, mình tạo mùi cho bún mắm. Rồi bây giờ cái nồi nước dùng thứ hai là bún mắm á, mình cũng phải có bao rô. Đặt lên bếp. Và cái nước dùng này á, mình cũng hầm khoảng 35 đến 40 phút. Còn cái phần xả với lại ngải bún thì khi nào mình mới cho vào anh? Tại vì đây là anh hướng dẫn cái cách để mình nấu được một lần hai nồi nước dùng cho bún bò và bún mắm. Nên là khi bún bò thì mình cho xả này vào. Còn bún mắm thì mình cho cái ngải bún này mình giã ra, mình vắt cái nước mình cho vào. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được là nước dùng dành cho phở, hủ tiếu nè, nước dùng dành cho bún bò hoặc là bún mắm. Nhưng mà cái mà em chờ đợi nhất là bún riêu, bởi vì lúc nãy anh mới có nói là sẽ nấu một nồi thật là to để có thể mời cả ekip của chúng ta luôn. Hiện nay là anh sẽ nấu nước dùng này, mình lấy cái ngọt á từ cái nước sữa đậu nành luôn. Mà cái ván cũng từ sữa đậu nành luôn. Dạ. Ăn rất là ngon. Cái lê này á là để cho nó ngọt nước. Thêm nữa. Nhưng mà chúng ta lê cà chua chúng ta phải nào chúng ta tạo ván, lấy được cái ván rồi chúng ta mới cho lê cà chua vào. Và lê chúng ta giữ nguyên vỏ nha. Một trái lê là đủ rồi hả? Đủ rồi, là mình cứ cho lê vào. Dạ. Rồi bây giờ cái cà chua xong nè, bật bếp lên, cho hết cà chua này vào mình xào. Xào cho đến khi nó chào cho nát, nó thiệt là nhừ, nát là nhừ. Các bạn lưu ý là cái nồi nước sữa đậu nành này nè, chúng ta phải để nó sôi và hạ lửa nhỏ lại, sau đó mới cho cái nước cốt chanh hoặc là nước giấm vào để cho cái tạo ván nó không bị vỡ. Rồi lúc này chúng ta sẽ cho nước vào. Dạ. Tức là sau khi mà nó sôi lên, mình cho nước chanh hoặc là giấm vào, nó tạo cái tủa thì mình sẽ cho nửa lít nước. Wow, bây giờ thì nó có màu đẹp. Đúng rồi, cái màu em thấy hôm nay là màu tự nhiên của cà chua luôn. Dạ. Đó. Cái nồi bún riêu này á, chúng ta chỉ việc nêm chao nè, hạ
hạt nêm vào là xong. Dạ, nhưng mà tại sao lại có thêm cá chao nữa anh? À, có chao là để cho nó ra cái mùi mắm, nó sẽ vị rất đậm đà hơn. Đây, Thảo với anh cho một cái nấm mâm cô này vào. Cho hết luôn hả anh? Cho hết vào luôn. Dạ. Em biết cho nấm mâm cô này vào làm gì không? Chắc là tạo nước ngọt và mùi hương á anh. Em một phần ngọt hay mà nó là giả là ốc. Giả ốc hả? Đúng rồi. Đây, chúng ta sẽ cần hết cái nước màu rồi nè, mình chan lên. Vậy là rất là nhanh mà chúng ta đã có thể chế biến được 3 loại nước dùng khác nhau. Ở đây thì có một cái loại nước dùng để chúng ta có thể dùng cho phở hoặc hủ tiếu nè. Bên đây thì có thể chế biến được bún mắm hoặc là bún bò. Còn bây giờ thì món bún riêu. Rồi xong. Cho ngò lên. Cái tô bún riêu của mình hấp dẫn, không có thua kém gì những cái tô bún riêu mà có cua thật và ốc thật luôn anh. Phải vậy không hay là do đói rồi? Chắc cũng một phần nào đó. Chắc là cả ekip đang rất là nóng lòng để có thể thưởng thức được món ăn này. Thôi anh em mình sẽ chào tạm biệt quý vị khán giả anh nha.